chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có đôi chút chuyển biến tại các tỉnh vùng núi giáp biên giới. Khu vực này có khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực cao lên đến 5.000 m, nên sẽ có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng. Sau đó, vào ban ngày, mưa giảm, trời vẫn có nắng. Nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du, nhưng cường độ sẽ suy giảm dần so với những ngày vừa qua. Đến khoảng ngày 13 tháng 6, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực sẽ dao động trong khoảng 33 cho tới 35 độ. Nắng nóng sẽ có khả năng kết thúc vào ngày 14, khi dải mây dông qua khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần và sẽ gây mưa cho toàn khu vực. Riêng các tỉnh vùng núi có nơi còn xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Lưu xuống các tỉnh Trung Bộ trong 3 ngày tới, do tác động của gió Tây Nam khô nóng gây ra bởi hiện tượng phơn, nên nắng nóng sẽ vẫn xảy ra gay gắt suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là từ 37 cho tới 39 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây như là Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Con Cuông hay Nam Đông, nhiệt độ cao nhất có thể xấp xỉ ngưỡng 40 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 cho tới 60%, nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Nắng nóng còn kéo dài trong 3 ngày tới, vì vậy quý vị cần cảnh giác với hiện tượng cháy rừng cũng như là nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ở khu dân cư đông đúc. Với các tỉnh phía Nam của Trung Bộ là từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, ban ngày trời vẫn có nắng nóng nhưng mức độ không gay gắt như các tỉnh miền Bắc. Cao nhất trưa chiều phổ biến ở mức là từ 33 cho tới 36 độ. Đến chiều tối, một vài nơi xuất hiện mưa rải rác. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, gió Tây Nam sẽ có xu hướng hoạt động tăng hơn về cường độ, thì mưa tại khu vực này cũng sẽ xảy ra nhiều hơn về diện và lượng. Với khu vực Tây Nguyên, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh phía Nam như là Đắk Nông hay Lâm Đồng, có nơi sẽ đạt lượng mưa vừa. Còn đối với khu vực Nam Bộ, các tỉnh này có khả năng xảy ra mưa diện rộng vào chiều tối. Riêng một vài nơi thuộc khu vực ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng có thể xảy ra mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Còn vào ban ngày trời có nắng nhưng không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 30 cho tới 33 độ. Riêng một vài nơi thuộc miền đông xấp xỉ 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, thời tiết tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam có cường độ trung bình. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình cho đến mạnh, nên trong những ngày tới, trên các vùng biển từ Bình Thuận cho tới Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa đến Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động, tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông. Như vậy, khu vực Bắc Bộ nắng nóng sẽ suy giảm dần và có khả năng chấm dứt từ ngày 14. Riêng các tỉnh vùng núi về đêm và sáng có mưa rải rác. Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác đến nhiều nơi. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 10 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!